lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi. Vận trình người tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch này sẽ hùng cát ra sao, tốt xấu thế nào, hãy cùng lịch ngày tốt khám phá ngay sau đây. Về tổng quan, trong tháng 5 âm lịch năm 2022, người tuổi Mùi sẽ gặp khá nhiều điều may mắn và thuận lợi. Do có nhiều cát tinh soi chiếu, bạn làm gì cũng trôi chảy, thậm chí cầu được ước thấy, khiến nhiều người ao ước. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh, bạn biết rõ mình cần phải làm gì nên muốn chinh phục mục tiêu. Bạn chăm chỉ, cần cù, chịu khó, quyết tâm với nhiệm vụ của mình thì ắt sẽ thu được trái ngọt. Với người làm công ăn lương, bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, do đó mà các cuộc mâu thuẫn tranh cãi có xu hướng giảm dần. Do được nhiều người yêu mến, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, đối phương có thể định hướng cho bạn những mục tiêu mới hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Còn giáp này, hãy khiêm tốn, chăm chú lắng nghe, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích cho sự nghiệp. Tuy nhiên, với những người trẻ tuổi, chấp chững bước chân vào lĩnh vực mới thì lại không gặp quá nhiều điều như ý. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy bạn thường băn khoăn, do dự, khó đưa ra được những quyết định dứt khoát. Sự lo lắng vẩn vơ khiến bạn dễ phạm phải lỗi lầm, thành ra công việc liên tiếp xuất hiện lỗi sai. Những lúc thế này thì bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của người tuổi Mùi, vận trình đen lộc của con giáp này, hành thông, thuận lợi. Bạn mệnh có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh về túi, từ đó có thể thoải mái chi tiêu, không lo tốn kém. Nhị hợp cho thấy đây là thời điểm thích hợp để bạn mệnh hợp tác làm ăn. Các mối quan hệ rộng rãi có thể giúp bạn quen được với những khách hàng, đối tác phù hợp, từ đó việc mở rộng làm ăn sẽ được tiến hành trôi chảy. Với những người làm công ăn lương, những thành tích cao bạn gặt hái được cùng với tập thể có thể giúp bạn được nhận một khoản tiền thưởng hằng hậu hĩnh. Hãy coi đây là món quà khích lệ tinh thần bản thân để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể, giờ được bách việt chủ đào hoa soi chiếu. Bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới nên nhận được nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu. Nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp phát triển lâu dài. Với các cặp vợ chồng, đời sống gia đình của bạn cũng khá hài hòa, êm ấm. Nửa kia luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho bạn, tạo động lực cho bạn đối diện với thách thức và thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Đồng thời, hai người cũng luôn chú ý dành thời gian để ở bên nhau, tìm cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi, khiến cho mối quan hệ vốn đã khăng khít lại càng thêm ngọt ngào. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch này lại không thực sự ổn định, do con giáp này phải chịu tác động của nguyệt lệnh lâm duy cũng như hùng tinh thiên nguyệt. Dù công việc tiến triển thuận lợi, song bản tính lo lắng, sốt ruột mà bạn khó tránh khỏi, tình trạng tinh thần buồn phiền, bất an sẽ gây bất lợi cho sức khỏe. Thậm chí có những người còn đổ bệnh trong thời gian này vì dễ áp lực công việc quá lớn. Con giáp này nên học cách chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với những người xung quanh, đặc biệt là với người thân, để bạn có thể mau chóng chút bỏ gánh nặng, có những suy nghĩ lạc quan về tương lai. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Mùi, kim, nam thái dương, nữ thổ tú, khẩu quyết, xã giao hài hòa, xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Quý nhân, hợi, mão, tiểu nhân, tuất, thân, màu sắc may mắn, nâu, vàng. Tuổi Đinh Mùi, thủy, nam thổ tú, nữ vân hán, khẩu quyết, hòa hợp với đồng nghiệp, chung sức vượt qua nhiều thách thức. Quý nhân, ngọ, tỵ, tiểu nhân, thìn, tuất, màu sắc may mắn, trắng, xanh. Tuổi Kỷ Mùi, hòa, nam thái âm, nữ thái bạch, khẩu quyết, hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được đối tác phù hợp. Quý nhân, tỵ, hợi, tiểu nhân, sửu, ngọ, màu sắc may mắn, xám, cam. Tuổi Tân Mùi, thổ, nam thái dương, nữ thổ tú, khẩu quyết, tình cảm thăng hoa, vợ chồng quan tâm cổ vũ nhau mỗi ngày. Quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, tí, thìn, màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Tuổi Quý Mùi, mộc, nam thổ tú, nữ vân hán, khẩu quyết, nhiều người chú ý, hãy lý trí hơn trong chuyện tình cảm. Quý nhân, mão, tỵ, tiểu nhân, tuất, sửu, màu sắc may mắn, xanh, đen. Trên đây là vận trình tử vi tháng 5 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tử vi tháng 5 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt. Lịch chúc quý anh chị và các bạn một tháng mới hành thông thuận lợi, bình an và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.